quý vị, sáng nay đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có buổi làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh chủ trì buổi làm việc. Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 60 về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, Đại học Quốc gia Hà Nội đã triển khai tới hơn 40 đơn vị thành viên trực thuộc xây dựng phương án tự chủ tài chính. Ông Lê Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, nêu dẫn chứng cụ thể từ hai trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, hàng năm đào tạo rất nhiều sinh viên tài năng, sắp tới yêu cầu tự chủ nhưng chưa hề có cơ chế đặt hàng, trong khi ngân sách thì cắt giảm, gây khó khăn trong thực hiện. Nếu được tự chủ thì phải giống như các đại học quốc tế, là họ được tự chủ về vấn đề sử dụng tài sản, đảm bảo nguyên tắc công khai minh bạch, đảm bảo hiệu quả và đảm bảo là không thất thoát và đảm bảo các nguồn thu đấy mang lại. Tự chủ chi thường xuyên, nhất trí. Nhưng tự chủ chi thường xuyên từ xưa đến nay chúng ta trong nghị quyết trung ương nói rằng phải đi liền với cơ chế đặt hàng. Nhưng hiện nay đặt hàng là không có. Nếu không cơ chế đặt hàng đồng bộ thì đừng bắt cắt chi thường xuyên. Đến tình trạng đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là cơ sở đại học, là một là ngân sách chi thường xuyên cứ cắt giảm, biên chế cứ cắt giảm. Trong khi đó thì nói thật áp lực cũng khó khăn. Việc sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội vẫn còn vướng mắc, bất cập, trong đó khó nhất là việc hoàn thiện cơ chế tài chính, thực hiện cơ chế tự chủ. Đại học Quốc gia Hà Nội đề nghị ưu tiên tăng cấp ngân sách thông qua đặt hàng và giao nhiệm vụ để đảm bảo ổn định hoạt động trong các năm đầu chuyển đổi mức độ tự chủ. Trên cơ sở nguồn ngân sách thường xuyên tự chủ được Thủ tướng Chính phủ giao, Đại học Quốc gia Hà Nội được chủ động điều phối phân bổ, giao ngân sách thường xuyên cho các đơn vị thành viên và trực thuộc trên nguyên tắc bảo đảm đúng, đủ và phù hợp. Thay mặt đoàn giám sát, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh chia sẻ những vướng mắc khó khăn trong hoạt động thực tiễn của Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng thời ghi nhận kiến nghị đề xuất của các đơn vị. Nếu đặt trong mặt bằng chung của tất cả các đơn vị sự nghiệp công lập ấy, thì chính sách người ta rất là muốn là các đơn vị sự nghiệp công lập phải cố gắng khai thác cái yếu tố là anh cung ứng được các dịch vụ xã hội thì anh nên có, tức là những cái nguồn thu từ xã hội để anh giảm cái ngân sách của nhà nước đi, thì đấy là cái chủ trương nó rất là đúng. Quan trọng như là giáo dục đào tạo, như là y tế, như là một số các cái lĩnh vực khác thì trách nhiệm của nhà nước vẫn khác. Và tôi nói lại là nghị quyết của Đảng nói là nhà nước phải đóng vai trò chủ đạo. Nội dung trao đổi thảo luận tại buổi làm việc sẽ được đoàn giám sát nghiên cứu tổng hợp và thể hiện phù hợp trong báo cáo kết quả giám sát để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét điều chỉnh, sửa đổi bổ sung và hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo thuận lợi cho hoạt động đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là những đơn vị có tính chất đặc thù, thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia như Đại học Quốc gia Hà Nội.